Hello, xin chào cả nhà, mình là Linh Táo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học bộ phong này nhé. Thì bộ phong này sẽ là một bộ khá là cơ bản trong chữ Hán của chúng ta. Bộ này nằm phía bên tay phải và biểu nghĩa của nó liên quan tới đánh khe. Ở đây chúng ta đã phân tích. Mình phân tích cho các bạn xem nhé. Nó sẽ bao gồm một nét phẩy ngắn. Chúng ta chia cái tiền điện nét phẩy ngắn ra làm 3 phần. Và khởi bút của cái nét ngang ngắn tiếp theo nó sẽ bằng 1/3 phía đuôi của nét phẩy ngắn này nhé. Tiếp theo điểm khởi bút của nét phẩy thứ hai. Ở đây tức là nét phẩy sổ thì chúng ta sẽ viết nó ở giữa cái nét ngang ngắn ở phía trên. Sau đó là điểm khởi bút của nét mác. Ở đây là mác nghiêng thì chúng ta viết nó sẽ là dưới đuôi của cái nét phẩy ngắn thứ nhất. Chúng ta đánh một cái nét mác xuống phía dưới này nhá. Đó. Thì các bạn lưu ý cho mình là phẩy cao mác thấp. Bộ phong phải nằm phía bên tay phải. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Ở đây thì các bạn cần rèn luyện qua đó là cái nét phẩy ngắn và nét mác nghiêng. Thì phẩy sổ đây chúng ta sẽ đánh nó sang phía bên tay trái và mác đánh xuống dưới phải. Hãy nhấn vào phần chân giúp mình nhá. Nên mác chúng ta sẽ là khởi bút là lực nhẹ ở phần trên. Sau đó là phần chân của cái bộ phong này. Cái phần chân của nét mác ở phía dưới này thì chúng ta sẽ viết nhấn đậm nhá. Sau đây thì mình sẽ ghép chữ cho các bạn xem. Thì các bạn muốn xem nhiều clip hơn các bạn vào kênh YouTube các bạn gọi Alien Link. Thì các bạn sẽ xem nhiều clip hơn nhé. Hoặc các bạn lên kênh TikTok Linh Tao 95. Viết lên không gió các bạn cũng có thể xem được nhiều clip hơn. Mình có đăng tải khá là nhiều những cái clip hướng dẫn mình viết các bộ thủ và các nét, cách nhấn nhả và tạo ra thanh đậm của từng nét một. Hay là review về bút viết chữ Hán, mình cũng có làm nhiều clip như vậy nhá. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình. Ngoài ra thì mình cũng có những cái đồ dùng viết về luyện viết chữ Hán như thế này. Thì các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể comment ở phía dưới hoặc các bạn inbox cho mình nhá, để mình tư vấn cụ thể hơn.